Hôm nay nhà mình thương lái đến thu hoạch bưởi nha mọi người. Thì tuy là bưởi của mình cũng có nhiều, chắc cũng chừng vài trăm ký gì đó, khoảng chừng hai trăm ký chứ không nữa đâu. Cái này nó không được nhiều mọi người, nhưng mà kệ, mình cũng quay cho mọi người xem ha. Chứ hôm đó nay cũng quay cho mọi người xem nào tỉa cành tổ tán phân nhân dân ha, mà không có quay hai bữa thế nào cho mọi người xem ha. Hôm nay mình quay cho mọi người xem cho nó vui thôi. Rồi chút khi mình chạy qua cái vườn của anh Năm, cái bên này anh cũng bán bữa nha mọi người. Bữa anh thì nhiều hơn, bữa anh thì chắc nay chắc cũng trên 500 kg rồi, hoặc là thắng gì đó, mình cũng biết thấy trái cũng nhiều nhiều đó. Lấy cũng đang hai bển á, thì chút mình quay cho mọi người xem. Còn cái này hồi nãy lái hái vườn bưởi mình thì mình cũng hơi bận, mình không có quay cho mọi người xem được. Thì giờ lái đã vô tới nhà rồi, thì giờ mình quay cho mọi người ta phân loại bưởi như thế nào mọi người. Thì lái thường thường thì phân loại có ba loại. Thứ nhất thì ký 2 trở lên thì nó được lợi nhất, là hôm nay giá chỉ có 32.000 ký thôi, còn lại thì nó chỉ có 16.000. Và cái bưởi dạt, bưởi nhỏ xíu á, thì nó chỉ có 8.000 thôi nha mọi người. Đó, thì nói cho mọi người biết thôi, chứ còn những người làm vườn thì dư biết rồi. Nắng hổm mấy bữa hổm có bữa ra nắng 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 bữa có bữa
cây bữa ngay chỗ chuồng bò ông Năm cháy. Mưa dầm dập nó quen lạnh rồi. Đúng rồi nha. Khi nắng quá làm chịu không nổi. Không trái đậu đậu. Ba lỗ. Còn những gì đó ba lỗ mà. Nhiều quá. Rồi mũi nó chém đẹp hơn. Bữa là giống của ông và vợ ông chứ mà. Của ông như đẹp thiệt. Đi. Mày ngửi đi mất lột mũi mày dài thọc trong cái cổ tích luôn á. Mày ngửi đó, mùi xả đó hả? Hả? Mà nó xả. Không có mà xả mà nó có mùi xả không hiểu. Nó như xả hay là dầu xả vậy. Nó mà nó có để xả mà nó có mùi xả. Hả? Mày để đây tao hái đi có gì để hỏi Út ông chạy xả. Mày gửi đi con mẹ đi kính. Của ai? Bây giờ thì mình qua đã qua tới vườn bưởi của anh Năm rồi mọi người. Thì bây giờ mình vào quay cho mọi người thấy thằng bé đang vận chuyển những cái cây dọc bưởi da xanh. Bữa nay bưởi da xanh cũng như của mình thì bưởi da xanh trong mọi người. Bây giờ mình mời mọi người theo mình ha. Vườn ảnh cũng xa lắm. Ba lửa luôn á. Thì của anh Năm nè, anh Năm đục tối đó. Nghĩ là hai thế giờ. Cây yếu quá gì. Nó này hết mẹ ăn vỏ rồi còn gì nữa. Nữa. Quá trời bưởi tốt rồi mọi người. Bưởi này là bưởi của anh Năm nha mọi người. Bưởi của anh Năm hôm qua anh làm cái cối nè. Nè nhà anh thu hoạch nè. Quá trời bưởi đúng không. Nè anh hái cả tấn bưởi luôn á.
Tại cái này là lái người ta còn ngoài vườn người ta chưa có đem vô hết, chứ nhiều lắm. Mình chỉ ghé tạt ngang thì quay video cho mọi người xem chút xíu thôi à. Mình cũng bắt bận công việc, thành ra mình không có ở đây mà cho mọi người xem hết cái thời gian mà thương lái người ta còn phân loại hàng rất là lâu nha mọi người. Giờ hiện tại thì thương lái người ta đang đi hái ngoài vườn rồi đó, chứ không còn ở đây nữa. Thôi video mình đến đây kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người xem video thật vui vẻ nha. Bye bye mọi người.